Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 3 Hắc Thái Tử, hồi 1. Khi 10 tuổi, thường nghe gọi như vậy, Sủng Khanh, Sủng Khanh, trước khi ra ngoài nên nhớ điều gì? Sách vở, đứa bé mặt đỏ ha ha cười đáp. Mẹ kéo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đến trước mặt, cười nói, không đúng, là hương thơm mẹ là nữ nhân, dù xinh đẹp đến đâu thì mãi mãi là như vậy, ban ngày nhiều lời, buổi tối cũng không quên lải nhải, người luôn cười nói, "Sùng Khanh, Sùng Khanh, đừng làm bẩn quần, còn nữa, nhớ phải đọc nhiều sách nhé." Năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày nào cũng đỏ bừng, rồi một buổi chiều, ở ngoài ngõ, mẹ nắm chặt tay mình, đè thấp giọng nói, vội vàng giận dò, "Sùng Khanh, chuyện này Ngàn vạn ngàn vạn không thể nói cho cha. Không giống mẹ ngày thường, mẹ có vẻ rất thận trọng, hứa với mẹ, con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không, biết không. Biết không, Sùng Khanh, mẹ làm mỗi một việc, tất cả đều là vì muốn tốt cho con. Bùm trong cơn bão tuyết dữ dội, có một tiếng gió chói tai bên tai, những bông tuyết trắng bay thẳng vào mặt. Gió mạnh xé toạc mái nhà, xé rách thân cây người thiếu niên sừng sững đứng vững tâm sinh cảm ứng thoáng chốc ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ như điên tựa cuồng gió tuyết đan sen nước sông thành băng bước xuống dòng suối giống như dẫm phải một tảng đá cứng nếu mùa đông năm nay cực lạnh thì mùa xuân tới chắc chắn sẽ lại là một năm hạn hán nữa mùa đông càng lạnh mùa hè càng khô năm nào cũng có hạn hán khốc liệt ông trời thật là thần uy khó lường có vẻ như là cha đã nói, đây là hình phạt của ông trời. Trong thế gian rộng lớn này, chỉ cần một người chọn thờ ơ, trở thành kẻ xấu thì người thứ hai cũng sẽ sớm đi theo, rồi đến người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu. Tựa như bệnh ôn dịch truyền nhiễm, chỉ cần có người vượt qua ranh giới đó thì tất cả mọi người đều sẽ vượt qua. Cuối cùng, thiên hạ sẽ tràn ngập hận thù, cho đến khi tu la tới giáng xuống thiên tội mới thôi. Tội ác và trừng phạt. Khi cha nói những chữ này, khóe mắt ông đã rưng rưng nước mắt, rồi uống rượu cũ, xem ra như là thực bất đắc dĩ. Khi đó trong lòng rất tò mò, cứ như vậy hỏi, mọi người đều đã vượt qua ranh giới, cha cũng đã vượt qua sao? Còn nhớ rõ bà vai rộng của cha trùng xuống, khóe miệng hằn lên những đường hằn sâu, không nói gì. Khi nghe những lời này vẫn còn là một đứa trẻ, không hiểu gì cả bây giờ đã vài năm trôi qua cơ thể ngày càng cao hơn còn cao tráng hơn cha mình hắn mới hiểu chuyện kia cha đã sớm vượt qua mặc kệ lý do là gì ông cũng đã sớm vượt qua trở thành đại nhân vật đương thời đã hiểu nỗi buồn của cha giờ đây hắn cũng đã đến bên bờ vực vách đá chờ vượt qua nhưng có một điều khác biệt hắn không do dự càng không có phiền muộn của cha mình vì lẽ đó hắn đã chăn trở bảy mùa lạnh, vứt bỏ đồ chơi trẻ con, nuốt độc trùng đau đớn không thể tưởng tượng nổi, cho dù phải vượt qua giới tuyến trăm tranh ngàn hồi, hắn cũng không tiếc. Phải thắng, phải tiếp tục thắng. Chết nhĩ đan gì đó, tô dĩnh siêu gì đó, hắn không thấy vừa mắt, những kẻ mà cha hắn không thể đánh bại, để làm được điều mà cha không thể làm được, cho dù khắp thiên hạ đều nói hắn là người xấu. Hắn cũng sẽ lạnh lùng trả lời vậy thì sao thiếu niên nhìn lên phía chân trời nghiến răng nghiến lợi lợi chảy ra tơ máu phẫn nộ toàn thân hắc y đầu đội mặt nạ bảo hộ mặc dù nhìn phía ông trời ánh mắt thiếu niên cũng không quên khiêu khích thổi đủ gió cảm thấy mỹ mãn hắc y thiếu niên vượt qua địa giới đi tìm kiếm thứ mình muốn trong làng có một bức tường gạch lớn màu đỏ thẫm nơi đó có ký hiệu vẽ bằng vôi phấn một con ác điều giang cánh vảnh mỏ, co do ở góc tường, chờ người hiểu chuyện tới. Thứ đó hẳn là ở gần đây. Ngồi xổm xuống đất, nhìn kỹ góc tường, nhìn dọc theo mỏ con chim, bất quá thoáng nhìn xung quanh, liền đã nhìn thấy chỗ khác thường. Có dấu vết kỳ lạ dưới đất. Cách mặt đất ba tấc, có màu đỏ đen, như thể mặt đất đã bị lửa ma đốt cháy, mới tạo ra vết nứt này. Hắc cái thiếu niên hít một hơi thật sâu, cúi đầu kiểm tra sự bất thường dưới đất, đột nhiên, mí mắt hắn run lên. Thật không dự đoán được sẽ nhìn thấy thứ này, một con nhện khổng lồ, một loài côn trùng độc lẽ ra phải ngủ say vào mùa đông, giờ phút này lại bò trong khe nứt, không chịu rời đi. Nhìn bộ dáng tản nhẫn dương nanh múa vuốt, con nhện dường như đã ngủ đủ giấc, đang chờ phát tiết tinh lực khí huyết dư thừa. Càng làm người ngạc nhiên khó hiểu chính là tám chân hồ rõ ràng tỏa chấn tại đây, nơi xa lại còn có rất nhiều con kiến kết bè kết đội đến, thấy bọn chúng dường như bị vệt lửa chịu hoán, thế nhưng đã quên hung tính dễ giết tàn nhẫn của con nhện, càng tựa đã quên tính chuột nghe tiếng sợ vỡ mật của mình, chỉ từng con dũng mãnh lao vào vết nứt, muốn một trận tử chiến với địch vào ngày đó. Ngàn vạn năm qua làm cơm của kẻ khác, huyết hải thâm thù, hôm nay một lần kết thúc. Rất nhiều binh kiến dường như đang muốn báo thù nháy mắt rằng co với con nhện tám chân to bằng bàn tay. Hổ ăn dê, dê ăn cỏ, thiên đạo tức luân hồi, đây là thần Phật hạ xuống ý, ai có thể nói chữ không? Hắc Kế thiếu niên mở to mắt, chỉ nhìn cuộc rằng co sinh tử trong khe nứt. Hắn muốn xem điều gì sẽ xảy ra. Hỗn chiến đấu võ, đáng thương thắng bại đã được định đoạt. Thấy rất nhiều binh kiến bị đứt chân, không thể ngăn chặn được uy lực của nhện khổng lồ. Trời cao thực bất công, để cho con quái vật này hung ác to lớn như vậy, hình thể hai bên kém trăm ngàn lần, nhóm binh kiến dường như bị vết lừa lừa gạt, chỉ có thể một con lại một con dẫy rụa chết trận, tất cả đều bất lực. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một kẻ đáng thương trong vết nứt. Cảnh tượng hào hùng dưới chiếc mặt nạ đã thu hút ánh nhìn, con kiến nhỏ đã mất đi huynh đệ của mình, một mình đối mặt với con nhện lớn làm sao người lính nhỏ đơn độc cuối cùng có thể tiếp tục chiến đấu. Hắc ngực thiếu niên nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn chặt răng, hắn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với con kiến nhỏ. Giống như một trăm vạn năm qua, con nhện khổng lồ đang vung móng vuốt khiêu khích, trêu chọc và chơi đùa, vật nhỏ bất lực chỉ có thể kinh hách lui ra phía sau, khóc lóc thảm thiết. Từng bước lùi lại, con kiến nhỏ chợt sợ hãi, nó dẫm phải hài cốt của huynh đệ, cũng đã nhìn thấy kết cục của chính mình. Thiên đảo luân hồi, mãnh hổ ăn dê trắng, câu chuyện muôn thuở trăm triệu năm, nằm ở đống xác phía sau. Vào lúc chết, con kiến nhỏ nghe thấy tiếng gọi của lòng thương xót, chân trời truyền xuống tiếng trời cực lạc, cùng nhau thúc giục, đừng sợ, đừng sợ. Hãy ngoan và được ăn thịt. Ngoan ngoãn bị ăn đi, ngoan ngoãn bị ăn vài lần, kiếp sau liền có cơ hội đầu thai thành nhện như vậy ngươi cũng có thể ăn người khác. Mau, con kiến nhỏ nhảy lên. Một cảnh tượng trăm vạn năm chưa từng thấy một lần đã xảy ra ngay trước mặt bạn. Đôi mắt khẽ giật mình dưới mặt nạ bảo hộ, hắn đã từng nhìn thấy kiến bay có cánh, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy loài kiến nào có thể bay và nhảy như châu chấu. Thấy con kiến nhỏ nhảy lên đầu con nhện, như muốn chứng tỏ với trời cao, nhìn đây. Giáp xác của con nhện bị cắn, nó ngã xuống đất, bất động, chết cứng. Kiệt sức, con kiến nhỏ còn ba chân ngã xuống đất, như rơi nước mắt, hướng đầy trời thần Phật bi thanh kêu khóc. Cuối cùng một mình, đánh vỡ giới hạn trời cao cho nó. Bởi vì nó không muốn trở thành kẻ thua cuộc định mệnh. Dừng dừng nước mắt, ngón tay chạm nhẹ vào sắc kiến, cảm nhận được tâm trạng sắp chết. Giết! Ta muốn giết giết chết giết sạch, khoảnh khắc trước khi chết, con kiến nhỏ dường như khàn cả giọng, vội vàng nói từ đảo, nó đã chán sống, nó nóng lòng muốn thoát khỏi thân huyết nhục này, trả lại cho ông trời, tới ăn đi, nó không chơi nữa. Nước mắt cứ rơi dưới chiếc mặt nạ đen, nước mắt hóa thành dầu nóng, càng tăng thêm sự phẫn nộ của sự bất công. Thoáng chốc nắm tay khách khách rung động, trong cổ họng tuôn sấm sét. Giết, nghiệp hỏa ma đao. Thần Phật vứt bỏ ta. Ma đao không tha chúng sinh, vệt lửa trên mặt đất đến từ nghiệp hỏa ma đao, chiến thắng của con kiến nhỏ đã chứng thực truyền thuyết. Ma đao dẫn người nhập ma, có thể đốt cháy vạn vật tâm huyết. Chỉ cần sự tuyệt vọng ập đến, trong lòng bất bình, nghiệp hỏa càng có thể thiêu đến trời cao. Từ đây lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh, lấy quả địch chúng, khiêu chiến quy củ thần Phật định ra. Ma đao nơi tay, ngay phụ nữ và trẻ em cũng dám chiến đấu huống chi là hắn. Thiên vương vô địch dũng mãnh xâm nhập thái y viện. Ánh mắt dưới mặt nạ bảo hộ nổi lên tơ máu lửa giận. Hắn nhìn xa phương xa, thấy những vệt lửa chạy dài không ngừng hướng về phía bắc, thắng đến miếu sơn thần cách đó ba dặm. Trong cơn bão tuyết dữ dội, thân hình hùng vĩ cúi xuống, nhắm vào nơi cách đó ba dặm. Trong giây lát đôi ủng nặng nề đạp xuống đất, toàn thân tràn ngập ánh sáng tím, hố sâu trong lòng đất lộ ra, hắn từng bước một bước đi bông tuyết đập vào mặt trong nháy mắt liền bị vứt đến sau đầu hắn giống lôi điện lao nhanh tới rồi miếu sơn thần lâu năm âm trầm sừng sững ở phía trước nơi đó có đồ vật mà hắn muốn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa miếu không có người sinh sống trong đêm tối trắng xóa này chính là thời điểm tốt nhất để làm việc không ai biết hắc vật thiếu niên giống như một con báo đốm bước nhanh quanh miếu nhìn qua nhìn lại đã phát hiện rõ ràng thủ vệ bên miếu. Chính là nơi này không sai. Trên mái hiên, trên hành lang, trước cửa núi, sau quảng trường, đều đầy hắc y cao thủ. Từ phía cầm giữ, bát phương thủ vệ, cổ miếu này thật may mắn. Nhưng cũng thật bất hạnh khi trở thành nơi hội tụ cuối cùng của Trấn quốc thiết vệ năm nay. Tiếng gió gào thét, hắc y thiếu niên ngồi sổm, âm thầm tính toán phương lược hắn muốn không tiếng động lẻn vào cổ miếu. Dương mắt nhìn lên, mái hiên nằm sấp hai người, còn tám vị hào thủ khác đang ẩn nấp trong rừng cây ngoài cổng núi. Mười người này chắc chắn là nhân vật khách điếm đệ nhị lâu, tuy không phải tuyệt thế cao thủ tầng cao nhất, nhưng chức trách bọn họ là cha xét, đều không phải giao đấu với địch nhân. Nếu muốn thần không biết, quỷ không hay đi vào miếu, sợ so sông thẳng thái y viện còn khó hơn. Một khi sự việc bại lộ, để người ta vạch trần thân phận, chắc chắn gặp phải sóng to gió lớn, gây ra cãi vã lớn với cha mẹ. Nghĩ đến khuôn mặt già nua thành khẩn chất phác của cha, hắn liền không đành lòng. Nên đi không? Thiếu niên có chút do dự, nhưng sự bối rối này nhanh chóng biến mất, thay thế là sự tự tin không gì sánh kịp. Trần Long thân truyền, điều này đồng nghĩa với vô địch. Nếu muốn nhìn xa ngàn dặm, hắn phải đạt tới trình độ cao hơn vận sức chờ phát động uốn gối xuống bắt đầu thở sâu dựa vào mật pháp rèn luyện gân cốt cha dạy dỗ từ nhỏ nhẫn nại vô số đau khổ người ngoài không thể tưởng tượng hắn mới có thể làm được nhiều việc mà người bình thường không thể làm được chẳng hạn như điều này mỗi tay cầm một phi tiêu hoa mai các cơ bắp khóa chặt toàn thân kinh mạch quán chú nội lực rượu thuốc phát ra ngoại môn ngạnh công làm toàn thân hắn ẩn ẩn phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, nhạt nội lực hùng hồn cùng cơ bắp hùng tráng, hai khí lực kết hợp lại, có thể. Vèo, ngón giữa phóng ra, phi tiêu hoa mai xoay tròn không chừng, bắn lên không trung. Trong khoảnh khắc đã lao lên 50 trưởng vừa nhìn rừng cây phía chân trời, vừa nhìn mái hiên đỉnh miếu, phi tiêu quay ngày càng nhanh hơn, rốt cuộc quay tròn giữa không trung, lao thẳng về phía hắc y nhân. Phi tiêu phóng tới rất nhanh, trông lại như có người đang ẩn nấp ở góc tây bắc, đang ra tay ám toán, không ai có thể dự đoán được lại ám khí phong tới từ góc đông nam cách đó 50 trường. Quả nhiên, từng hắc y nhân lần lượt quay đầu, từ trên cao nhảy xuống, đi dò xét địch nhân. Những người này tay chân gọn gàng, có thể nhanh nhẹn trở về trong tích tắc, chính mình cần phải trong phút chốc vượt qua 50 trường, đặc biệt khó khăn là nếu một chân rơi xuống. Tuyết bên dưới có thể ngập đến đầu gối hoặc cũng có thể là một cái hố sâu lớn, không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mặc kệ là gì, ánh sáng tím tràn ngập toàn thân, thần công chân long thân truyền phát động, ủng sắt bay ra, bước chân càng lúc càng lớn, nện bước càng ngày càng mãnh khung cảnh hai bên vùn vụt lướt qua, thiếu niên không suy nghĩ gì giống như một con rồng điên. 50 trưởng, 30 trưởng, 20 trưởng, bay tới cửa miếu, hắn phải nhanh chóng tìm chỗ để vào miếu hắn không thể xông vào. Cuối cùng đến gần hơn 10 trưởng, nhìn thấy một khung cửa sổ, từ chỗ đó có thể lèn vào thần điện, trốn trên xà nhà. Hác, bật hơi dương giọng đứng dậy túng nhảy, hai tay bắn ra dây thừng, câu lấy một góc mái hiên, thân mình lắc lư không ngừng, cũng làm mất đi sức mạnh mãnh liệt của cú lao tới. Hắn đứng dưới mái hiên, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đó năm trưởng, thoáng chốc đồng tử co rút lại, lợi khẽ cắn. Không xong rồi. Khung cửa sổ quá hẹp, bà vai mình quá rộng quá, sợ không qua được. Phải làm sao đây? Nếu đụng mạnh, nhất định sẽ có người phát hiện ra hành tung của hắn, lúc ấy đành phải buông tay nhận thua. Đây không phải là tính tình của hắn, mắt hổ dưới mặt nạ bảo hộ đen hơi do dự, đang vào lúc này, có một âm thanh nhỏ đáp xuống mái hiên, thám tử vừa mới rời đi đã trở lại, chỉ cần vài bước đường đi tới, bọn chúng liền sẽ phát hiện ra mình nếu thất thủ hắn sẽ bị mười mấy tên tuyệt đỉnh cao thủ vây công bình thường trong miệng những người đó là thúc thúc bá bá đến thời điểm chờ mặt không biết người bọn họ sẽ đánh gãy tứ chi mình phế bỏ võ công mình lại đến trước mặt cha nói không biết đương nhiên bọn họ sẽ thề tìm ra kẻ hung ác rồi uy hiếp mình bằng nhiều việc đến đây đi xem ai tàn nhẫn đôi mắt hắc ý thiếu niên lộ ra ánh sáng khiêu khích hắn nhìn chăm chú vào khung cửa sổ cách đó năm trưởng hùng hăng nắm chặt nắm đấm, đù mình về phía sau một cách lặng lẽ, thiếu niên thuận thế nhảy về phía trước, đã như tia chớp bay về phía khung cửa. nhìn thấy thân thể sắp xuyên qua cửa sổ, vào thời điểm sinh tử này, trần lòng để thể hiện giá trị vô song của mình, giờ tay phải lên đánh thật mạnh chật khớp vai trái. khách một tiếng vang nhỏ, đau nhức công tâm, thân mình cũng đã xuyên qua cửa sổ hẹp hai sợi dây thừng đung đưa trong không trung giống như những con rồng nhỏ được mình nuôi lớn, ngoan ngoãn theo vào đại điện, giấu ở thắt lưng. Khó khăn xông vào thần điện, hắc y thiếu niên đau đến hai mắt trắng dã, nhìn thấy tia sáng ngay trước mặt mình, nhưng giờ phút này chính mình vai trái chật khớp, chỉ còn tay phải có thể xuất lực, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dò ra hai ngón tay, bay về phía cây xà, chỉ lực nơi nơi, liền cũng làm hắn ngưng thân bất động, treo lơ lửng trên xà đang chuẩn bị lăn lên xà để trốn, bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở, khiến hắn choáng váng đến mức suýt ngã khỏi xà. Dương mắt nhìn lên, trên xà nhà còn có một người, hắn cũng trốn trên xà nhà giống mình, nhưng khác hẳn với thân thái quẫn bách với hai ngón tay buông thong của mình, người này khoan dung thảnh thơi, chỉ lười biếng ngủ trên xà nhà, một đôi mắt dường như ngậm cười, đang đánh giá chính mình. Khách không mời mà đến thân xuyên bạch y, tóc dài xõa trên vai, tuổi chừng 30, hắc y thiếu niên rất khiếp sợ, hắn thứ nhất không biết thân phận người này, thứ hai khó hiểu đối phương vì sao tới đây, giờ này khắc này, không rõ bạn hay địch, hắn chỉ có thể. Cắn chặt răng, hai đầu ngón tay phát ra lực đạo hùng hồn, ánh sáng tím tràn ngập, hắc y thiếu niên thân mình dựng thẳng, chậm rãi cao hơn xà ngang, hắn tách hai chân lên không chung, chân phải chỉ hướng đầu trộm đuôi cướp, mũi giày xuất hiện một lưỡi băng sắc bén. Trần đào đã được rút ra, hắc y thiếu niên có ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn ở trong phút chốc giải quyết khách không mời mà đến, duy độc như thế, mới có thể bảo đảm chuyến này bình an. Cơ bắp co chặt, hắn chậm rãi điều hòa hô hấp, lập tức muốn bày ra thân pháp không thể tưởng tượng. Đang muốn phát lực lao về phía trước, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét từ dưới xà nhà, dừng lại. Hắc y thiếu niên ngây ngẩn cả người, bạch y đại hán kia nhếch miệng cười, chỉ ngón tay xuống dưới ý bảo hắn cúi đầu xem hắc ghế thiếu niên lòng tràn đầy kinh nghi trong mắt thoáng dụ xuống thoáng chốc nhìn thấy một miếng vải đen to lớn tấm vải đen to lớn kỳ lạ nằm ở chính giữa thần điển phồng lên ở giữa bốn góc cuộn tròn lại như thể được bao phủ bởi một cái chậu sắt lớn đang bốc cháy lúc này mới đốt tấm vải đen đến cháy đen tìm được rồi đồng từ của hắc y thiếu niên giãn ra lòng bàn tay không tự giác mà ra mồ hôi, bởi vì hắn thấy được đồ vật. Hắn nhìn tấm vải đen to lớn, nhiệt huyết sôi trào, chỉ là ánh mắt thoáng dịch chuyển, liền lại ở trong phút chốc bình tĩnh lại. Có một nam tử đứng cạnh tấm vải đen, khắt lưng đeo một chiếc đàn tỳ bà, lòng bàn tay phải dơ cao, như đại nhật như lai đang nhìn chúng sinh, chữ dừng lại đó xuất phát từ miệng người này. Hắc ếp thiếu niên hít sâu một hơi, nhìn dọc theo lòng bàn tay người nọ, hắn thấy đông người dừng lại ở cửa điện, những người này cũng mặc đồ đi ban đêm, không hề nghi ngờ, bọn họ đều là nanh vuốt của khách điếm. 18 học sĩ, 12 quỷ sứ, vô luận tên là gì, tóm lại đều là mật thám lục đại phòng thu chi nuôi dưỡng. Hắc y -E thiếu niên lạnh lùng cười, hắn nếu đánh bại 60 cao thủ thái y viện, cần gì phải sợ 30 đạo trích này lúc này có thể khiến hắn thận trọng để ý, chỉ có. Ánh mắt hắn quét qua đại điển, cuối cùng quay trở lại tấm vải đen lớn, lúc này hắn chớp mắt liền nhìn thấy sáu hắc ảnh kia. Như những tảng đá ngồi xổm trên mặt đất, sáu người này một thân hắc sam, đột nhiên nhìn lại, dường như là một phần của tấm vải đen, không thấy ai cả. Lục đạo luân hồi đang ở ngay trước mắt, hôm nay chỉ có thể dùng chi thắng được, không thể dùng lực, hắc y thiếu niên yên lặng xoay người, chừng mắt nhìn quái khách bạch y kia, cảnh cáo đối phương chớ có vọng động. Người nọ cũng không tận dụng cơ hội để ra tay, chỉ mỉm cười với chính mình, tỏ ra thân thiện. Hắc y thiếu niên từng nhất cử đánh bại 60 cao thủ hán mông, mặt mũi không thể nói là nhỏ, hắn đánh ra tướng mạo của quái khách bạch y, thấy đối phương cách mình tám thước, người này mũi như hổ, xương gò má tựa báo, một đầu tóc dài rũ ở bên gò má, tướng mạo có thể nói cực kỳ uy vũ, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn lại không nhìn ra lai lịch người này. Trong thần điện một mảnh yên lặng, trên xà nhìn hai tên cao thủ nhìn trộm, dưới xà 18 học sĩ, 12 quỷ sứ tất cả đến đông đủ, lại thấy chấn mộ thú đang canh giữ thần đao cũng có mặt, cảnh tượng sát khí làm người sợ hãi. Vèo một tiếng, bàn tay bên cạnh tấm vải đen to lớn buông xuống, rồi đứng yên như một người canh gác. Những hắc y nhân ở cửa mở to mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào bảy nam tử bên cạnh tấm vải đen, nói chuyện bàn tán. Trước cửa thần điện có tiếng bước chân, một nam tử từ, từ trong đám người đi ra, hắn tay cầm một chiếc ô sắt, nhìn chằm chằm vào nam tử khác bên cạnh tấm vải đen, lớn tiếng nói, người rốt cuộc là ai? Tứ đương ra lại đi đâu vậy? Hắn đang nói chuyện, bước chân ở bên tiến lên, bỗng nghe một tiếng thét chói tai. Dừng lại, trường ba hắc thái tử, hồi hai. Sau chữ dừng lại, một trường chụp tới trước mặt, suýt chút nữa đánh vào sông mũi. Một tiếng hết như vậy, hắc y thiếu niên cũng cảm thấy khớp xương mình đau nhức, mồ hôi lạnh lăn xuống từ trên trán cúi đầu nhìn nam tử tỷ bà dơ cao tay phải, diện mạo âm trầm, bộ dạng như quỷ treo cổ. Nam tử cầm ô sắt chặn đường, tất nhiên là vẻ mặt kinh hoàng, hắn mở to mắt, hô, tiểu tử. Người âm dương quái khí, rốt cuộc làm gì thế? Miếng vải đen này là thứ gì? Đang lải nhải, bỗng nghe bang một thanh âm vang lên, nam tử tỷ bà ưỡn ngực đứng trang nghiêm, gót giày dơ cao, lớn tiếng nói, bẩm báo, thuộc hạ soái kim đằng, số thứ 23. Đối phương tự xưng họ soái nhưng hành vi cổ quái, chẳng có soái khí gì cả. Tiên sinh ô sắt kinh nghi bất định, Hắn hừ hừ, cười lạnh nói, thì ra mới 23, thứ nhỏ bé này cũng biết ta là ai. Đối phương nói với giọng điệu trịnh trọng, xoáy kim đằng lại tựa như điếc, ánh mắt hắn nhìn thẳng, nghiêm bất động, không biết có đang nghe lời người ta nói hay không. Tiên sinh Ô Sắt đạo hào trời nắng che dù, mắt thấy đối phương vô lễ, trong lòng cảm thấy không vui, liền nói, ngươi nghe cho rõ. Về vị trí, ta cao hơn ngươi nhiều bản nhân số ghế 18, chính là cao thủ cung Bì La, một trong 12 quỷ sứ dưới chướng Tam Đương Gia. Người nhớ rõ chưa? Trời nắng che dù cung Bì La, một cái tên thật dài thật đắc ý, cũng thật giống như khẩu lệnh, đang chờ xoáy kim đằng khen ngợi mình, chợt thấy hắn há to miệng, phun ra một tiếng giống, phụng thượng du. Nói gót giày lại chạm tạo ra tiếng vang, hét lên, giờ mùi đến. Cung bì la lắp bắp kinh hãi, nói giờ mùi đến. Vậy thì sao? Như để trả lời câu hỏi của hắn, sáu gã người mù phía sau đều đứng lên. Cùng bì la kia chấn động, đang muốn lui về phía sau, chợt thấy hai đầu gối của soái kim đằng khép lại. Hắn là người đầu tiên kéo xuống, bảy nam tử theo đó cởi quần, ở trong đại điện thản thân lộ thể, để lộ 14 chân lông lá xấu xí. Trước mặt mọi người cởi quần, ý muốn thế nào? đám hắc y đều trợn mắt há hốc mồm đang muốn hỏi chuyện chợt nghe tiếng động xôn xao vang lên nhóm người này vậy mà đi tiểu ngay tại chỗ nước tiểu văng khắp nơi mùi khai thối bốc lên tận trời thấy bảy người này không biết xấu hổ đang hết sức đồi phong bại tục cung bì la vội vàng dơ ô che nước miệng quát làm gì vậy làm gì vậy các người điên rồi sao tiếng chưa tắt soái kim đằng đã dùng cả hai tay kéo quần hét lên mặc vào bảy người động tác đều nhịp lưng quần được kéo cao trong phút chốc đã mặc quần trở lại hắc địch quỷ chúng không nhịn được mà bật cười đều không biết bảy người này là kẻ điên là kẻ ngốc lại ở chỗ này phát cuông trong khi đang nhạo báng nhìn thấy soái kim đằng lại dẫn đầu bảy bàn tay bảy nắm cơm cùng vứt vào bảy miệng cùng nhai rồi nuốt rơi xuống bụng phụng thượng dụ soái kim đằng khóe miệng dính hạt cơm cao giọng quát vào ngày 29 tháng chạp năm chính thống thứ 10, bữa ăn kết thúc. Sau khi đi tiểu, cơm nước xong, sáu gã người mù liền lại khoanh chân cố định, bắt đầu tụng niệm. Đám hắc y không khỏi bật cười, lập tức đập ngực, toàn bộ cười ha ha lên, xoái kim đằng đứng ôm ngực, như giáo đứng ở bên miếng vải đen, đối với tiếng cười mắt điếc tai ngơ. Bảy kẻ ngốc đáng thương, yên lặng chịu đựng châm biếm nhục mạ hết thầy khổ tâm này đã giải thích trách nhiệm tám chữ của họ, viết, thốn bộ bất ly, khởi cảm hữu thất. Hắc y thiếu niên trốn trên xà, nhìn thấy tình cảnh của bảy người trong mắt hắn, trong lòng âm thầm đồng cảm. Thốn bộ bất ly, khởi cảm hữu thất một tấc cũng không rời, sao dám co thất trách. Thiên hạ giống như một khách điếm lớn, người nằm ngủ là hoàng thượng, tổng quản quyền sự gọi là đại trưởng quầy, hắn có sáu phòng thu chi khôn khéo sáu người này phụ trách sáu việc nhị đương ra quản binh chúng tam đương ra quản cấm cung tứ đương ra nắm xưởng vệ ngoài ra có lão ngũ do hỏi phòng tuyến kẻ địch lão lục tính toán quốc khố lão thất quét ngang giang hồ quyền sự lớn nhỏ đều trong tay hắn vô luận là lục bộ thượng thư hay là thống lĩnh cầm y vệ bên người đều có sắp xếp tai mắt của họ đây là thủ đoạn vô khổng bất nhập của khách điếm thành ngữ vô khổng bất nhập mang nghĩa nhúng tay thâm nhập vào khắp mọi nơi. Trấn quốc thiết vệ chính là một triều đình nhỏ, nếu không nghiêm ngặt tàn khốc như vậy thì làm sao có thể nuôi dưỡng ra những sát thủ giống như bù nhìn này. Tốt lắm, người đều đến đông đủ, hắc y thiếu niên đang cúi đầu suy tư, chợt nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau bức tượng, nghĩ đến là người phía trên tới, thoáng chốc tất cả đứng trang nghiêm, không có một tiếng cười. Đại điện yên tĩnh, nhưng nghe thấy tiếng bước chân, hắc y thiếu niên nín thở ngưng thần, dõi mắt nhìn xung quanh thì thấy hai nam tử từ phía sau đại điện đi ra, người đi trước hắc y che mặt, thể trạng béo trắng, nhìn có vẻ cao lớn hơn mình, hắc y thiếu niên đương nhiên nhận ra hắn, người này là thất đương gia ngoại môn công phu luyện đến đỉnh điểm, một thân thiết bố sam, có thể nói đau thương bất nhập. Hắc y thiếu niên nhìn chằm chằm vào thất đương gia, chợt thấy bạch y quái khách bên cạnh ngồi dậy. Người này nguyên bản ung nhiên thanh thản, nửa nằm nửa ngồi, nhưng bây giờ lại giống như một con báo đậu trên cây. Ánh mắt không hề chớp, chỉ nhìn chằm chằm sau lưng thất đương ra, thiếu niên theo ánh mắt hắn nhìn lại, nhất thời thấy được một lão già. Khác với bờ vai rộng của hậu bối thất đương ra, người thứ hai lại là một lão giả cao gầy, hắn không đeo mặt nạ, mái tóc bạc phơ, lưng đeo trường kiếm, ước chừng 60 tuổi, nhìn hắn thân mặc tơ lụa, giống như viên ngoại của một gia đình giàu có như thế nào cũng không giống người của Trấn quốc thiết vệ. Hắc bệnh thiếu niên thấy người này đi tới, trong lòng lại cả kinh, nhanh chóng bò nằm xuống xà nhà nín thờ. Chuyến này chỉ huy hiện thân, hắn là người cấp tối cao. Chiếc nhẫn hoàng kim là dấu hiệu nhận biết hắn, vị này là nguyên lão trọng thần đệ nhất khi khách điếm mới thành lập, kiếm hàn kim lăng xương. Lão giả chậm rãi bước đi trong đại điện, đứng trên tấm nệm hương bồ thứ tư hắn nhẹ nhàng giơ tay phải lên và chỉ trong chốc lát, thoáng chốc 48 người ở đây đồng thanh cố định ngồi xuống, động tác đều nhịp, không chút nào cho đám người soái kim đằng dành trước Mỹ danh. Mọi người đều biết, kim lăng xương xuất thân côn luân, hầu hạ qua hai đời chủ nhân thần kiếm, có thể nói cô là người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất của đại chủ tiệm, là tâm phúc đại trường quầy tín nhiệm nhất. Nghe nói sau khi Côn Luân thất thủ, người này khổ luyện kiếm pháp thành công, đã có thể ở trên thân kiếm vận ra nửa thước ánh sáng, hắc y thiếu niên võ công tuy cao, lại không nắm chắc nhất định thắng được hắn, huống chi giờ phút này cao thủ tụ tập, trăm triệu không thể tùy tiện ra tay. Quay đầu nhìn về phía võ sĩ bạch y kia, ánh mắt cũng cực ngưng trọng, hẳn là biết thủ đoạn của kim lăng xương rất lợi hại. Mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, đương gia cũng khoanh chân ngồi trên tấm đệm hương bồ thứ bảy. Kim Lăng Sương đưa mắt chung quanh, mắt thấy tất cả an tĩnh không tiếng động, chậm rãi liền nói, vừa rồi có tin tức từ tiền tuyến truyền đến, hắn làm bộ vỗ tay, nhẹ giọng nói, trận chiến tương dương, đại hoạch toàn thắng. Tứ đương gia mang đến tin tức tốt, hắc y ác quỷ lập tức vỗ tay hoan hô, vỗ tay tuy vang không loạn, cùng kêu lên mà đến, đồng thanh mà dừng, đủ thấy tứ đương gia ngự hạ rất có uy thế. Kim lăng xương ánh mắt đảo qua đại điện, từ từ lại nói, nổ phì để đoạt được đại thành đệ nhất Tây Nam, trước phá Hán Trung, sau chuyển Kinh Châu, trước sau công thành không dưới 12 lần, sau trận chiến này, tình thế lúc suy yếu lúc mạnh mẽ, nên là lúc chúng ta phải phản công. Triều đình phản công Tây Bắc, nhất thống Giang Sơn liền ở trước mắt. Hắc ít chúng quỷ liền lại lớn tiếng vỗ tay. Kim Lăng Sương cười cười, lại nói, chư vị không cần vội vỗ tay, trong các ngươi có ai biết vì sao trận chiến này chúng ta thắng không? Để khiến hiện trường an tĩnh không tiếng động, biện pháp nhanh nhất không phải kêu gọi mà là đặt một câu hỏi. Quả nhiên tứ đương gia vừa đưa ra câu hỏi, mọi người tại chỗ đều cúi đầu. Người xuất thân từ triều đình trong khách điếm đều biết nói nhiều tất sẽ mắc sai lầm. Trong lúc nhất thời, đại điện một mảnh tiêu điều, trừ bỏ gió bắc gào thét, còn lại không một tiếng đồng. Kim Lăng Sương làm tứ đương gia đã lâu, tự cũng không chút nào kinh ngạc, lập tức giơ ngón tay chỉ vào đám người. Ngón tay Hoàng Kim tùy ý vẫy vẫy, soái Kim đằng nguyên bản ngồi yên bất động, vừa thấy thấy người phía trên đưa tay chỉ vào mình, thoáng chốc dường như thân chịu một cái tát, xong ủng khép lại, bang một tiếng vang, toàn thân đứng trang nghiêm, như cương thi nhảy dựng lên. Hắc ngực ừ. quỷ trông thấy quỷ thi nhảy lên, đều trong lòng cả kinh. Kim Lăng Sương mỉm cười nói, chúng ta vì sao thắng trận tương dương có liên quan tới 23. Hắn liếc nhìn soái Kim Đằng, nhàn nhạt, nhạt nói, 23, nói cho các huynh đệ, trước đây các ngươi đóng quân ở đâu? Phụng thượng dụ, soái Kim Đằng lại kêu lên, hắn đặt tay dán chặt vào đường may của quần, cao giọng lại nói, thuộc hạ trước đến phía nam trực lệ Trường Châu, đến nay đã là năm thứ 10. Tương Dương và Trường Châu cách xa nhau hàng ngàn dặm, một ở Giang Đông, một ở Tây Nam, làm sao có thể dính líu đến nhau? Hắc Ngũ Quỷ chúng nghe được lời này, tất nhiên là lòng tràn đầy kinh ngạc. Kim Lăng Sương cũng không giải thích, hỏi lại, "23, nói cho mọi người biết, 10 năm này ở Trường Châu ngươi làm gì?" Soái Kim đằng cọ quân ủng vào nhau, lớn tiếng đáp, "10 năm rồi chưa tận trung cương vị, chỉ trông coi thanh đao này." Tất cả đang thì thầm với nhau, bỗng nghe thấy Soái Kim đằng gọi thanh đao này trong phút chốc, tất cả lặng ngắt như tờ, như kẻ câm ăn phải dược. Ở Trường Châu có một lò nung lớn, tên là Hồng Vũ, chính là nơi ra đời của thần kiếm hơn 10 năm trước, việc này mọi người đều biết, chỉ là nghĩ đến thanh đao này không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Trong điện mọi người ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, mỗi người đều muốn mở miệng hỏi, nhưng lời nói đến bên miệng lại đều nuốt trở về. Cùng bì la khụ một tiếng, hắn mắt nhìn tấm vải đen lớn, khàn giọng nói, tứ đương ra, này, tấm vải đen này là, là, soái kim đằng không tiện trả lời, đành phải chuyển nhìn lên lão tứ, lại thấy kim lăng xương tiến lên một bước, thản nhiên nói, các người đoán không sai, phía dưới miếng vải đen đó là nghiệp hỏa ma đao. Tấm vải đen lớn ở trước mặt, lại trông giống như một thùng thuốc nổ, những kẻ có mặt đều khô cạn giọng nói, tất cả đều đần ra vầy đổ dũng kiếm, trông coi ma đao, che đậy thánh quang. Đây là ba việc lớn mà Trấn Quốc thiết vệ quan tâm nhất. Mười năm đã trôi qua, dũng kiếm đã trở nên ít phổ biến hơn, thánh quang còn là tin đồn, ma đao cũng là không thấy bóng dáng, vốn tưởng rằng có thể thái thái bình bình trải qua quãng đời còn lại. Ai biết rằng nghiệp hỏa ma đao thực sự tồn tại trên thế gian, lại ở trong bàn tay khách điếm. Kim Lăng Sương mỉm cười lại nói, chư vị, tương dương đại chiến sở dĩ có thể thắng lợi. Đó là dựa vào thanh đao này. Đại trưởng quầy lo lắng thiên lò nhân thủ không đủ, lúc này mới triệu tập mọi người cùng đi Giang Nam, vận chuyện ma đao bình an về Bắc Kinh. Người có một chút kiến thức đều cảm thấy rét lạnh, người không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn khó hiểu hỏi, xin lỗi, ta vẫn không hiểu, vì sao? Thanh đao này được đặt ở đây, lại có thể hỗ trợ tương dương đánh tặc phi. Nó có thể làm gì đó mặc dù cách xa ngàn dặm sao? Kim Lăng Sương mỉm cười nói, nói rất đúng, nó thực sự có thể làm được việc gì đó ở xa ngàn dặm. Bằng không, làm sao chúng ta có thể dụ người đó đi? Mồi nhử, đây là mồi nhử. Đến đây mọi người đều đã hiểu. Đôi mắt của mọi người đăm đăm si ngốc, có thể nhìn thấy rõ ràng mối liên hệ. Nghiệp hỏa ma đao khai quật, dùng để dụ dỗ ma vương, có mồi nhử, đại trưởng quầy liền có thể tính định hành tung ma vương để đại đô đốc tiền tuyến tây nam đánh thắng trong trận chiến mấu chốt kia đây quả thực là một nước cờ tuyệt diệu đồng thời còn có thể đánh bại quân địch khiến đối phương được cây này mất cây khác chính là nước cờ này cũng có chỗ không ổn nó giống như cái tên cái gì là bỏ cái gì bảo bỏ xe bảo soái mọi người đại kinh thất sắc ông trời Chẳng lẽ đại trưởng quầy muốn chúng ta tập hợp tại Trường Châu, đó là phải đối phó Tần. Tần, không ai dám nói cái tên kia, lại chỉ có Kim Lăng xương cười tủm tỉm mà nói, không sai, đúng là phải đối phó Tần Trọng Hải. Chúng ta cố gắng một chút, để cho người ta hiểu đạo đãi khách của khách điếm, hiểu không? Đại sự không ổn, tương dương nếu bại trận, mà đầu tám phần đi tới Giang Nam, mọi nơi âm trầm, dường như tên thoạt kia sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào toàn bộ cao thủ sơn tóc gáy ngay cả thiếu niên trên xà nhà cũng cảm thấy ớn lạnh đột nhiên một người tay cầm cầm chiếc ô sắt hoảng loạn đứng lên là trời nắng che dù cung bì la nghe hắn hét lên nhân đà la mau 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 nhanh đập thanh đao này đừng để ma vương cầm nó đi sao nhân đà la sao là vị thần của xâm xét, một trong những vị thần tối cao của tôn giáo vệ đà cổ một hắc y nhân nghe tiếng đứng dậy, người này thân cao thể tráng, giống như người khổng lồ, trên tay lại cầm một cây gậy màu đỏ, nghĩ đến đó là một trong 12 thần tướng nhân Đà La. Hắn xông lên phía trước, dùng gậy đập xuống tấm vải đen, nhưng lại nghe thấy một tiếng hét giận dữ, dừng lại. Soái Kim đằng dơ cao bàn tay phải, một tay chặn gậy đỏ, công lực này một khi xuất hiện, quả nhiên cực có môn đạo. Bất quá mọi người tâm hoàng ý loạn, không ai có tâm tư gieo hò. Cung bì la nuốt nước miếng, hoảng nói, xin hỏi tứ đương gia, thứ này tà môn như vậy, người sao không cho nhân đà la xuống tay phá hủy. Thần kiếm ma đao được sinh ra từ cùng một mẻ, hai thanh thần binh sánh vai song hành, truyền thuyết nghiệp hỏa ma đao dẫn người nhập ma, tiểu hài từ cầm có thể giết người, thiếu nữ yêu đuối cầm có thể khuất phục một con gấu, giết một con hổ, nếu nó rơi vào tay một dũng sĩ chân chính, thiên hạ sẽ rơi vào tình huống bi thảm thế nào mọi người nhớ tới hung mạo của ma vương đều đồng thanh hét lên mau mau phá hủy thanh đao này nhanh kim lăng sương mỉm cười lắc đầu nói tiểu tử ngốc ngươi muốn hại chết nhân đà la sao mọi người đầy mặt nghi hoặc khó hiểu ý này kim lăng sương chỉ vào tấm vải đen lớn nhàn nhạt, nhạt nói nếu muốn hủy diệt ma đao bước đầu tiên là nhấc tấm vải đen lớn lên nhìn nó trước một cái, sau lại cầm gậy sắt đập mạnh vào đao, chư vị nói đúng không? Không xốp miếng vải đen, tự nhiên không thể xuống tay hủy vật, lời này lại quá bình thường, mọi người đều gật đầu, Kim Lăng Sương lại cười nói, chư vị, năm đó Âu Dương Nam là người đầu tiên sờ vào ma đao. Các ngươi có biết kết cục của hắn như thế nào không? Âu Dương Nam là trang chủ của Thiết Sơn Trang, cũng là bậc thầy đánh ra thần kiếm một thời, mọi người nghe được đại danh, đều tâm sinh nghiêm nghị. Trong im lặng, chỉ nghe Kim Lăng Sương thở dài, hắn điên rồi. Mọi người cả kinh nói, điên rồi. Kim Lăng Sương khẽ thở dài nói, 10 năm trước, sao trổi quẹt ngang bầu trời, đồng sường tạo phản, mà đao được khai quật trong náo động. Đêm hôm đó Âu Dương Nam thấy mà đào dáng thế, lại cũng bị nghiệp hỏa đốt thành trọng thương. Việc này các ngươi có từng biết chưa? Nhiều năm trước Hồng Vũ Thiên Lò chợt sinh lửa lớn, không những thiêu nứt thân lò mà còn thiêu rụi cả khu rừng bên cạnh lò. Soái Kim Đằng và bảy người khác nhiều năm chấn thủ cửa lò, tất nhiên là biết rõ điển cố. Chỉ là mọi người có trách nhiệm bảo vệ ma đao, tuy nghe cấp trên nhắc tới điển cố, lại cũng không tiện nói ra. Kim Lăng Sương lại nói, đêm đó Âu Dương Nam thân bị trọng thương, không thể động đẩy, chằn chọc trên giường bệnh, chính là không yên lòng về thanh đao này ngày thứ hai liền phân phó đồ đệ cùng sư nhi mang ma đao về phủ, hắn muốn đích thân giấu nó trong mộ kiếm. Thia Sơn Trang chính là thế gia đúc kiếm võ lâm đệ nhất, hiện giờ thiếu chủ Âu Dương tuân lại là sứ thần binh khí được triều đình sắc phong, mọi người nghe về điển cố, tất nhiên là hứng thú giạt rào, Kim Lăng xương lại nói, cùng sư nhi nghe lời sư phụ nghiêm túc. Ngày thứ hai sau giờ ngọ đích thân đến thiên lò điều tra nghe ngóng, ai ngờ nhìn lên như vậy, liền gặp phải hỏa những kẻ xuất thân xưởng vệ đều là hạng người vui sướng khi người gặp hỏa. Nghe được lời này, khóe mắt đều nổi lên ý cười, vội hỏi, tai họa gì? Kim lăng xương thở dài, mà đau không thấy. Không thấy, mọi người chăm miệng một lời, trong lòng tất nhiên là cảm thấy ngạc nhiên. Kim lăng xương gật đầu nói, đúng là không thấy. Khi đó cùng chí và thiên lò, mắt thấy những mảnh sắt vụn khắp nơi nhưng không có dấu vết của bảo vật, trong cơn hoảng loạn, vội vàng bẩm bảo sư phụ. Âu Dương Nam vừa nghe đồ vật vô cớ biến mất, tất nhiên là giận tím mặt, cũng không nghe đồ để phân trần, lập tức buộc tội hắn tội trộm cắp, không chỉ mắng mỏ mà còn yêu cầu hắn giao đồ vật, nếu không liền sẽ trục xuất sư môn. Mọi người nghe cùng sư nhi này suối quẩy như vậy, đều cười gượng vài tiếng. Cùng bì la đạo hào trời nắng che dù nghe được lời này lại tâm linh tương thông, nghe hắn khen, hay cho cùng sư nhi, người này gan dạ sáng suốt không giống bình thường, đồ vật của sư phụ cũng dám trộm. Đều nói cướp nhà khó phòng. Lợi hại, lợi hại. Sau thì sao, trời nắng che dù, không thể gặp ánh sáng, cung bì la này quả nhiên đầu óc tối tăm, lại nghe kim lăng xương lạnh lùng thốt, người nói chuyện lưu ý chút. Cùng sư nhi này chính là cùng chí, hắn nếu là bọn đạo trích vô sỉ, há có thể được đại đô đốc trọng dung. Long thủ đại đô đốc có bốn tham mưu bên cạnh, tham dự cơ yếu, cùng chí đúng là một trong số đó. Không ngờ người này lại xuất thân luyện thiết sư Trường Châu, ngoại hiệu còn gọi là Cùng Sư Nhi. Cùng Bì La cười gượng nói, ai ra? Chỉ là câu vui đùa mà thôi, đừng hiểu lầm. Cùng tham mưu cuộc đời chính trực, ta sớm đoán được hắn là bị người vu oan, lợi hại, lợi hại. Kim Lăng Sương đã quen nhìn hạng người gió chiều nào theo chiều ấy, nghe hắn sửa miệng sửa đến đông cứng, lại cũng không để bụng. Đang muốn lại nói, lại nghe một người cười nói, hay lắm. Hay lắm, ta đã biết, ta biết là ai trộm ma đao, người nói chuyện Pháp là San Đề La, là người đứng hàng thứ bảy trong số 12 thần tướng. Vì chiếc cằm nhô ra nên nhiều người trong khách điếm đã đặc biệt đặt cho cái tên là biết đâu có phúc. Kim lăng xương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng thốt, người biết được ai trộm nói nghe một chút. Người nọ cười ha ha, chắp tay nói, tứ đương ra, lão nhân người luôn không lấy công. Thấy thủ pháp này thiên y vô phùng, đương nhiên ngài tự mình ăn cắp đúng không? Sau khi thành công, thuận tay giá họa cho cùng sư nhi, thần không biết, quỷ không hay, âm hiểm xảo trá, chọn chúng điểm yếu của người khác, thật sự làm người kính nề. Mọi người nghe hắn nói chính xác, đều quay ra nhìn kim lăng xương ánh mắt lộ ra vẻ bội phục. Thành ngữ thiên y vô phùng áo trời không kẽ hở, để chỉ những sự vật sự việc không kẽ hở, rất hoàn hảo. Kim Lăng Sương rất tức giận, lạnh lùng thốt, khách điếm được lập vào năm nào. Mọi người a à một tiếng, lúc này mới nhớ tới khách điếm sáng lập là chuyện của triều đại chính thống. Khai quật ma đao kia là chuyện của vương triều cảnh thái. Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Kim Lăng Sương, san để la không khỏi đỏ mặt may mà chính mình mang mặt nạ bảo hộ, nếu không càng thêm không chỗ dung thân. chương 3 Hắc Thái Tử, Hồi 3 Khách điếm mất ngựa, phúc ở nơi nào, kẻ ngu dốt bậc này thiên hạ thiếu đi một thật đáng mừng, san để la mở miệng mất mặt, liền nghe cung bì la tiếp lời nói, thật đáng tiếc, vụ này làm tốt như vậy, hóa ra không phải khách điếm chúng ta hạ tay. Theo lý này, vụ này chắc chắn do ngự tứ phượng vũ nộ thương sơn hạ tay, phải không? ngự tứ phượng vũ đa mưu túc trí, khinh công cao tuyệt, nếu muốn hành trộm vu oan, tất nhiên là dễ như chờ bàn tay, mọi người đang định nói đồng ý, lại nghe kim lăng xương thở dài, đường sĩ khiêm năm đó vẫn là trưởng môn chính giáo, nhân xưng thanh y tu sĩ, hắn còn phải che giấu thân phận phỉ nghịch, sao có thể xuống tay tới đoạt ma đao. Mười năm trước nộ thương sơn vẫn còn hoang tàn, ngũ hổ thượng tướng ở tứ phương xác thật vô lực cướp bóc ma đao này cũng không phải kia cũng không phải mọi người đều mở to mắt tới hỏi rốt cuộc là ai trộm chính là thiếu lâm phương trượng sao kim lăng sương nỗ lực kiềm chế tính tình hắn năm xưa đứng hàng thứ hai côn luân trong sư môn tuy có vài đồ đệ lại ít có người ngu rốt, nghe được một đám ngu mốc luân phiên mở miệng không khỏi nội tâm thất vọng lắc đầu nói các ngươi đừng đoán nữa đừng đoán nữa không phải cùng chí tự trộm ma đao cũng không phải người ngoài đánh cắp là âu dương nam tự đánh cắp lời này vừa nói ra mọi người đều cảm thấy kinh hãi và nghi hoặc ngay cả hai quân tử trên xà nhà cũng sửng sốt nghe san để la cả kinh nói điều này không phải hoang đường sao âu dương nam nếu đánh ra ma đao đao đó là đồ vật của hắn hắn muốn lấy thì lấy thích ném thì ném sao phải ăn trộm đồng bạn ngây thơ hồn nhiên Cung Bì La nhất thời cười nói, "Còn không hiểu sao? Âu Dương Nam võ công được mấy phân lượng, sao có thể giữ được Ma đao?" Hắn đây là Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, ngoài sáng giá hỏa cho Đồ Nhi, trong tối lén giấu Ma đao đi. "Ha ha, ha ha, lợi hại a lợi hại." Thành ngữ Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương đến từ điển Cố Hoàn Tín vờ sửa Sạn Đạo, ngầm vượt Trần Thương là kế thứ 8 trong 36 kế, đại loại hơi giống Dương Đông kích Tây. Trời nắng che dù, không thể thấy ánh sáng, cung bì la tâm địa đen tối, quả nhiên thực sự có thể nhìn thấu âm mưu độc kế. Mọi người trong lòng dùng mình, mới biết Âu Dương Nam Tâm cơ thâm trầm, hắn cho rằng mình không thể giữ được ma đao, giả vờ như đồ vật đó sau này bị Đồ Nhi đánh cắp, ngày sau nếu có Võ Lâm cao thủ tới cửa ép hỏi, hắn sẽ nói không biết quả là rượu kế rút củi dưới đáy nồi. Khách điếm thất mã phúc ở nơi đâu, san để la ngu rốt đến cực điểm, lại còn không nghe hiểu đạo lý, nếu mày liền nói, không đúng, đau này nếu là chính hắn trộm, hắn lại vì sao tới của trách đồ đề. Hắn không sợ đồ nhi tạo phản sao công bì la ha ha cười nói, đồ ngốc. Nếu không hy sinh danh dự của đồ nhi, sao có thể thủ tín với người ngoài? Âu Dương Nam thật cay độc, vì giữ được ma đao không tiếc để đổi nhi của mình gánh tội thay nói đến khách điếm chúng ta nên thỉnh hắn đảm đương vị trí quân sư mới đúng ha 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 lợi hại a à lợi hại chuyện thảm nhất trên đời không gì hơn bị người ta vu oan huống chi người xuống tay lại là sư phụ của mình mọi người nghe được cùng chí trở thành vật tế thần đều âm thầm lắc đầu san để la ngu dốt không ai cứu nổi cung bì la thì lai suy nghĩ quá đen tối kim lăng Xương càng nghe càng bực lạnh lùng liền nói các ngươi đều sai rồi âu dương nam lấy đao này không sai nhưng hắn không phải cố tình giá họa cho cùng chí hắn không âm độc như vậy mọi người cảm thấy kinh ngạc hỏi sao lại nói như thế kim lăng Xương nhàn nhạt, nhạt nói đạo lý lại rất đơn giản hắn căn bản không biết là bản thân hắn ăn cắp ma đao mọi người nghe được lời này đều nở nụ cười, Kim Lăng Sương lại nói, năm đó ta nghe đại trưởng quầy nhắc tới việc này, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu, cho rằng hắn cố ý vui đùa, xong việc hỏi qua cùng sư nhi, mới biết sự tình thật là như thế. Hắn mở miệng nói chuyện, mọi người liền lại im lặng nghe, nghe hắn nói, lúc ấy mà đau không cánh mà bay, cùng sư nhi cũng che giấu đi bất bạch chi oan, hắn suy đoán sự tình, hoặc là có người ở trong cửa nhanh chân đến trước dành trước một bước đánh cắp ma đao hoặc sư phụ già cả mắt mờ kỳ thật trong lò căn bản không có bảo bối hắn đang nghi hoặc muốn tìm ra chân tướng liền tới nha môn bàn bạc với hồng bộ đầu bất bạch chi oan là oan thấu tận trời xanh tất cả đều yên tĩnh hai tên khách không mời mà đến cũng chăm chú lắng nghe kim lăng sương lại nói lúc ấy đông xưởng chính biến triều đình đại loạn chi châu trường châu đi lên phía bắc báo cáo nhiệm vụ của mình cùng chí là người có địa vị nhất ở địa phương. Hắn lén tìm bộ đầu trường châu, thỉnh hắn an bài tay mắt, bảo vệ trên dưới cảnh cửa, nghĩ đến kẻ cắp dấu đến nhất thời, lại không thể gạt được một đời, dần già, chắc chắn lộ ra dấu vết. San để la ha hả ngây ngô cười nói, sẽ lộ ra dấu vết nào tính tặc, đó là tặc ngu dốt. Kim lăng xương nhàn nhạt lại nói, có lẽ là như thế quả nhiên vị hồng bộ đầu kia ước chừng tra xét một tháng cũng không tìm được kẻ khả nghi nào, đành phải nói thật với sư gia. Cùng chí thân chịu ngờ vực của sư phụ, lại không có cách nào rửa sạch nên vô cùng phiền não, hồng bộ đầu an ủi nói, ngươi cũng đừng hoảng hốt, ta thấy tôn sư cũng không phải hoàn toàn nghi ngờ ngươi, nếu không hắn cần gì phải mỗi đêm tự thân xuất mã, điều tra nghe ngóng tung tích tắc từ. Mọi người trong lòng dùng mình, đều biết cấp trên nói đến chỗ mấu chốt, Cung Bì La cười lạnh nói, đạo đức không tốt của lão gia hỏa đã hiện nguyên hình. Kim Lăng Sương gật đầu nói, lúc ấy Cùng Chí vừa nghe nội tình như thế, liền cũng chú ý, vội vàng hỏi lại tình hình cụ thể, lúc này mới biết, sư phụ mỗi đêm canh ba đều sẽ rời khỏi gia trang, hành tung rất ẩn mật. Chỉ là hồng bộ đầu biết hắn là khổ chủ, thân phận lại cao, cũng không dễ kiểm tra. Cùng Chí khôn khéo hơn người, đêm khuya sau khi mọi người đã ngủ say hắn liền âm thầm đi theo sư phụ quả thấy ông nửa đêm lặng lẽ ra cửa lại không biết muốn đi nơi nào cùng chí một đường theo sư phụ thầy trò hai người một trước một sau đi vào núi sâu lúc này mới nhìn thấy âu dương nam từ dưới nền đất quật ra một thanh đao lúc sau ôm ma đao vừa hát vừa múa sau khi náo loạn gần hết đêm mới chôn thanh đao lại mọi người đều khó hiểu đều đang suy đoán dụng ý của âu dương nam Kim Lăng Sương lại nói, màn đêm buông xuống cùng chí thấy dị trạng, tất nhiên là cảm thấy kinh ngạc, không biết sư phụ có ý đồ gì. Sớm ngày thứ hai, hắn nhân cơ hội nói bóng nói gì, hỏi thăm sư phụ tung tích của ma đao, lão nhân gia vừa nghe hai chữ bảo vật, lại mất bình tĩnh, nhìn đồ đệ với ánh mắt xem thương. Mọi người nghe vậy liền cười, cùng chí này thật là thành thật, chịu tổn hại lớn. Kim lăng Sương thở dài, cùng chí là người hiếu thuận, Lúc đầu hắn cảm thấy vô cùng đau buồn và tức giận, cho rằng mình đã trở thành kẻ chết thay cho sư phụ, chỉ là cách mấy ngày, rồi lại phát hiện có ẩn tình khác. Hắn mỗi đêm đi theo sư phụ, phát hiện lão nhân gia không những hàng đêm ra cửa, thời gian chơi với ma đao càng ngày càng dài, sau đó dăm ba bữa không thấy bóng người, nhưng lúc trở về, tinh thần luôn hoảng hốt, hỏi ông đi đâu vậy, ông lại vẻ mặt mờ mịt. Đến tận đây cùng chí đã sáng tỏ, sư phụ xác thật không biết tung tích ma đao bởi vì ông đã mất trí và phát điên rồi mọi người bàn tán không ngừng đều có sự hoài nghi của riêng mình công bì la cười lạnh nói ăn nói khùng điên lừa dối trẻ con thầy trò này đang thông đồng kim lăng sương cũng không phản bác lại nói ngắn ngủn không đến một năm âu dương nam sớm chiều điên đảo ban ngày ngủ đến giữa trưa nửa đêm lại bỏ ra ngoài giống như con rơi trên dưới thiết sơn trang đều biết có chuyện gì đó không ổn, lại cũng không dám lộ ra việc này, đều sợ cho người ta nghe nói chê cười. Củng chí muốn chữa bệnh cho sư phụ, liền lén nhờ người đến chiến trường, mong có thể tìm về đại công tử mất tích đã lâu, có thể lấy tình thân đách thức ông ta. Nhiều người không biết Âu Dương Nam còn có một con trai, giờ phút này nghe được hiếu tâm của cùng chí, đều cảm thấy đều hậm hực. Sàn để la ha hà cười nói, sau thì sao? mà đào bị tứ đương ra trộm đi, kim lăng sương liếc xeo hắn, lắc đầu nói: trời không chiều lòng người. cùng chí tuy rằng hiếu thuận, triều đình và nộ thương lại chọn chiến đấu, thiên hạ bùng nổ đại hỏa, sư đệ không thể trở về nhà, sư phụ cũng chỉ có thể ban ngày lý trí, nửa đêm điên cuồng, ngày đêm hoang đường. sau khi nộ thương quật khởi, thay đổi triều đại, bệnh điên của Âu Dương Nam càng thêm trầm trọng một ngày khiêng ma đao về nhà, nói muốn bắc đánh thiếu lâm, tây diệt nộ thương, tự xưng võ lâm minh chủ. Lúc ấy sức lực sư phụ lớn đến đáng sợ, mấy chục người đều kéo không được, cùng chí sợ tới mức choáng váng. Hắn nghe nói đại đô đốc võ công đệ nhất bồn chiều đúng lúc ở Giang Nam, liền vội cầu viện hắn, sau khi chân long ra tay, nhất cử hàng phục Âu Dương Nam, lúc này tin tức ma đao mới bị truyền ra. Mọi người nghe đại đô đốc ra tay, tất nhiên đều lộ vẻ kính trong. Người này võ công cao tuyệt, tuy không tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, lại cũng gần tượng như vậy, nghĩ đến Âu Dương Nam cho dù tay trái thần kiếm, tay phải ma đao, cũng bị đánh đến răng rơi đầy đất. Kim Lăng Sương lại nói, mụ tước ra khuất phục Âu Dương Nam, cũng mang ma đao về Bắc Kinh. Hắn thấy đao này tràn đầy tà khí, muốn xuống tay phá hủy, tuy nhiên kéo dài nửa năm, mỗi lần tìm thợ thủ công xuống tay, thợ thủ công đó lại đánh cắp, gây ra vô số sự tình. Đại đô đốc tự biết chấn không được ma đao, lại sợ thê tiểu trong nhà bị ma vật dụ dỗ, vô cùng bất đắc dĩ, đành phải giao thanh đao này cho khách điếm, từ đại trường quầy tự mình trông giữ. Những chuyện kỳ lạ lần lượt xảy đến, mọi người nhìn về phía tấm vải đen, nghĩ đến ma đao thần kỳ như thế, nội tâm tuy cảm thấy sợ hãi nhưng cũng có chút mong chờ liền mong trong chốc lát có thể nhìn thấy diện mạo chân thực của ma đao dù không có ý định thèm muốn nhưng có thể nhìn một cái sờ một cái coi như chuyến đi này cũng không tệ kim lăng sương lại nói ma đao chi phối thất tình lục dục bất kỳ ai nhìn thấy ánh sáng ma thuật đều muốn chiếm làm của riêng chỉ là ma đao cho dù thần kỳ gấp trăm lần lại cũng không làm gì được đại trường quầy hắn tay cầm thần kiếm là người duy nhất thiên hạ miễn nhiễm với nó, bởi vậy hắn không như Ngũ Đô Đốc như vậy kiêng kỵ ma đao, lập tức liền nảy lòng tham dấu trong thiên lò, tạm gác lại ngày sau đại chiến sẽ dùng. Mọi người gật đầu, đao này uy lực quả nhiên bất phàm, thực sự có thể ảnh hưởng đến tình hình trận chiến cách xa hàng ngàn dặm. Nhớ tới tương dương chiến sự đã đỉnh, tất nhiên là thầm khen đại trưởng quầy có tầm nhìn xa trông rộng. Chỉ là khen thì khen nhưng nghĩ đến người què sắp tới, lại cũng không khỏi tâm sinh sợ hãi, đều hỏi, xin hỏi tứ đương gia, đại trưởng quầy khi nào đến. Mà đào khai quật, ma vương đang đến, lúc này đại đô đốc người ở tiền tuyến, chỉ có dựa vào đại trưởng quầy ra tay, mới có thể khắc chế ma đầu. Mắt thấy mọi người nín thở chờ đợi, kim lăng xương lại lắc đầu nói, xin lỗi, đại trưởng quầy rất bận, không dành tới đây. Mọi người nghe vậy ngơ ngác, nhất thời hai mặt nhìn nhau, hoảng nói, không dành. Hắn, hắn bận cái gì? Kim Lăng Sương nhàn nhạt nói, hắn nói hắn đi gặp một tuyệt thế mỹ nữ, chỉ sợ không dành tới. Cùng bì la cả kinh nói, Mỹ, Mỹ nữ, nàng, nàng là ai? Kim Lăng Sương lắc đầu nói, ta không biết, đại trưởng quầy không nói tên họ, ta cũng không tiện hỏi. Mẹ kiếp, chết chắc rồi. Có vô số truyền thuyết về người què trong 10 năm qua, nghe nói rằng người này ai cũng giết, nam nữ, lão tiểu nhân, bất kể công mẫu hoàng lục, chim bay cá nhảy, một khi khiêu chiến hắn, sẽ bị chặt băm đến nát như. Trong thiên hạ trừ bỏ tù long đại đô đốc, ai cũng không dám cùng hắn đơn đà độc đống. Đáng tiếc, hết câu chuyện này đến câu chuyện khác được truyền ra từ miệng của những cao thủ còn sống, khiến người nghe đến đêm không ngủ cuối cùng triều đình buộc phải ban hành lệnh cấm, nghiêm cấm đề cập tên húy người này, nếu không binh lính sẽ sợ hãi, sau này đối mặt với đội quân của ma vương như thế nào. Nghĩ đến việc phải tự lực ứng phó ma vương, hắc y chúng quỷ nhất thời như cha mẹ chết, những người không đeo mặt nạ như có mây đen trên mặt, còn những người đeo mặt nạ thì khuôn mặt đen đúa sợ hãi, đều cảm thấy tổ tiên không tích đức, lúc này mới suối quầy. Mẹ kiếp bỗng nghe tiếng bước chân vội vàng vang lên một cao thủ vọt đi lên quát lão tử ở chiến trường đấu tranh anh dũng đại trưởng quầy ở hậu phương vui vẻ với nữ nhân dù sao là chết lão tử hôm nay quyết ý phản xoát 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 kim quang chớp động lục đạo kim luân rời tay bay ra hướng thẳng đến tấm vải đen lớn người tới liều mạng muốn xuống tay cướp đoạt ma đao tả hữu là chết sớm muộn gì là chết không bằng xử lý tên chó săn họ Kim, rồi cùng đánh nhau với Tần Trọng Hải. Một cao thủ thực sự cứng rắn đang ở đây, Hắc Y thiếu niên rất là phấn chấn, tự biết người đến là thủ hạ của nhị đương gia, Gia Cát Thiên Hoàn ghế thứ 9 trong khách điếm, với công phu của Gia Cát Thiên Hoàn, người này đã đánh vô số địch thủ, trưởng môn Nga Mi Nghiêm Tùng cũng thua ở trong tay của hắn, đủ thấy võ công như thế nào. Trong giây lát, gia cát thiên hoàn tung ra lục đạo kim hoàn bay thẳng về phía tấm vải đen bản thân có song hoàn hộ thân bổ nhào tới liến đá ở phía trên tấm vải đen tùy thời có thể sốc bố đoạt đao chấn mộ thú kim lăng xương hai tay săn ống tay áo nhàn nhạt nói kết trận lục đạo hắc tác hiện lên tác hoàn tương giao sáu tiếng cùng vang lên lại như cùng một tiếng đánh bật sáu kim hoàn trở lại Gia Cát Thiên Hoàn tự biết nguy ở sớm tối nên liều mạng không né tránh Kim Hoàn, ngược lại xuống tay xốc miếng vải đen. Mà đào tới tay, mạnh yếu sẽ thay đổi, dựa vào thiên hạ đệ nhất đao thần uy, Gia Cát Thiên Hoàn nhất định có thể xoay truyền toàn cục. soái Kim Đằng, Kim Lăng Sương nhíu mày thở dài, lắc đầu nói, bắt người. Một tiếng ong nhẹ vang lên, soái Kim Đằng lấy ra huyết tỳ bà, rỗi tay nắm lấy, cầm huyền đã bắn ra, mắt thấy liền muốn giết người phong hầu, phá thể thấy huyết, ra cát thiên hoàn cả giận nói, cút khỏi đây. Kim hoàn trong tay lóe lên, từng cây bắn ra, một phân thành hai, song hoàn giao nhau, ở giữa không trung khóa chặt cầm huyền, thời cơ tính đến cực kỳ tinh chuẩn. Cầm huyền của soái kim đang bị khóa, thân hình đối thủ lại đã rơi xuống, có thể đáp xuống tấm vải đen bất cứ lúc nào, đúng vào lúc này. soái kim đằng duỗi ngón tay ra gảy tiếng đàn lượn lờ, trong tay lại truyền ra một cổ nội kình sắc bén, cầm huyền bị xong hoàn xoắn lấy, giờ phút này lại như rắn độc ngừng đầu, ở giữa ngực đối phương. Già Cát Thiên Hoàn vì cứu tính mạng, đành phải bay về phía sau để né tránh, bị bức rời sa ma đao. Mắt thấy đối phương ngã xuống đất, bỗng nghe banh một tiếng vang lớn, tứ huyền nhất thanh như tiếng lụa nứt, xoái kim đằng ôm tỳ bà che mặt, bắn một khúc thập diện mai phục. Tiếng đàn nổi lên trói tai, Ngũ huyền bay tán loạn như mật vũ, đột nhiên có bóng người bay ra, quảng lăng khách khi trước chặn được tử mẫu kim hoàn, theo sau thân hình như vũ đảo, nhảy lấy đà, xoay chuyển, phi đá, chân phải nâng phía sau, đánh vào ngực địch nhân. Vị soái phó thống diện mạo hàm hồ, thủ hạ không hề hàm hồn, chẳng trách được đại trường quầy mời đến chấn thủ nghiệp hỏa ma đao. Hắc y thiếu niên âm thầm thán phục, hảo thân thủ, võ công của 23 cũng không quá kém hắc ực thiếu niên cần tu khổ luyện, ngạo khí hơn người, có thể dành cho hắn lời khen không quá kém, đã là cảnh giới quan trọng trên giang hồ. Gia Cát Thiên Hoàn số Gây thứ 9, lúc này thân mình lại bay ngược ra, soái kim đằng võ công lại hơn một chút, hắn đánh bại cửu đương ra, nhịn không được vung tay hô to, soái May mắn đắc thắng, bàng hoàng nhìn thấy Gia Cát Thiên Hoàn bay xuống, nhưng lại rơi xuống tấm vải đen lớn, hắn trong lòng cả kinh, cuống quýt khóc dòng nói, bại Gia cát Thiên Hoàn tuy bài không loạn, đang muốn xốc miếng vải đen, trong dây lát sáu sợi trường tác bắn ra, giữa không trung khống chế được phản đồ, nhưng thấy tứ chi của Gia cát Thiên Hoàn đã bị tóm giữ, trong đó có hai dây đang thắt cần cổ hắn, một tả một hữu, bức cho hắn thè lưỡi ra, có thể gãy cổ bất cứ lúc nào. Trận thức lục đảo luân hồi, đạo cơ quan cuối cùng đã xuất hiện, thế tới lại quá nhanh hắc y thiếu niên tuy rằng tự nghĩ võ công cao cường, giờ phút này thấy trận pháp lục đạo nghiêm mật tinh xảo, lại cũng không khỏi rất khiếp sợ. Nghe nói sáu người này vì cầu tâm niệm tương thông, không tiếc tự hủy hai mắt, vì vậy khi liên thủ ra chiêu không có kẽ hở, càng thấy uy lực vô thường, xem ra lần này nếu có thể thuận lợi đoạt đao, tất có vô số phiền toái. Đang đang suy nghĩ nên đối phó địch nhân như thế nào, chợt nhìn thấy bạch y võ sĩ xoay người, mím môi nhẹ nhàng hướng chính mình lẩm bẩm hai chữ. Ngừng, ngừng, cảm ơn. Hắc y thiếu niên rất kinh ngạc, không biết hắn muốn cảm tạ cái gì. Chính với lúc này, khách một tiếng vang lớn, không biết làm sao xà nhà như bị chém một đao, bụi bay rơi xuống, xà nhà đứt gãy. Hắc y thiếu niên chấn động, dưới chân trống rỗng, đã trượt chân ngã xuống. Quay lại nhìn bạch y võ sĩ, lại đã trốn thoát không dấu vết. Bạch Y võ sĩ dùng mình làm đệm lưng, Hắc Y thiếu niên tất nhiên là tức giận đến thất khiếu bốc khói, còn chưa kịp ứng biến, bỗng nghe gầm lên giận dữ, có thích khách. Chương 3 Hắc thái tử, hồi 4. Kết thúc chương 3. Đầu trộm đuôi cướp xuất hiện, ngay phía dưới xà nhà có tiếng hét giận dữ vang lên, hàn kiếm được rút ra khỏi vỏ, Kim Lăng Sương nhảy lên ra chiêu, người này đã qua tuổi 60, thân thủ lại mạnh mẽ như thiếu niên, vừa nhảy lên lấy đà vùng mũi kiếm như một con rắn bao quanh toàn bộ thân thể thế đạo thập phần lợi hại quay sang nhìn hắc y quỷ chúng cũng đã nhảy lên đứng dậy nhất thời thiết dù chảy sắt thiết trì lóe lên tất cả vây quanh hắc y thiếu niên lúc này bốn phương tám hướng tất cả đều là binh khí trận thức lục đạo luân hồi cùng huyết tì bà bao kẹp có thể gặp rắc rối bất cứ lúc nào hắc y thiếu niên rơi xuống giữa không trung kim lăng xương đã phi thân thẳng lên hai bên một người rơi xuống một kẻ nhảy lên trong vòng ba thước sẽ đối mặt hắc y thiếu niên gặp nguy không loạn nhưng thấy hắn giữa không trung ngửa ra sau dùng hai tay bắn dây thừng móc lấy chắn xong cửa sổ hết sức lôi kéo ánh sáng tím lóe lên khắp người thân mình tựa như mũi tên từ cửa sổ bay ngược ra phanh một tiếng vang lên vụn gỗ bay tán loạn trên thanh ngang cửa sổ tạo ra một lỗ lớn bên ngoài miếu có tiếng la hét vài tên thám tử trên mái hiên đã bị địch nhân đá ngã xuống. Trong miếu cao thủ đại kinh thất sắc, đang muốn ra miếu truy địch, kim lăng xương đột nhiên giơ tay hét lên chấn mộ thú kết trận, xoáy kim đằng hộ đao. Những người còn lại đang canh giữ lối đi trong và ngoài cổ miếu. Mọi người tỉnh giác, lúc này mới nhớ tới mấy chữ điệu hổ ly sơn, nếu trong miếu không có một bóng người, mà đao không người trông giữ, đại sự chắc chắn không ổn. Kim Lăng Sương vừa ra lệnh, đã tự tra kiếm vào vỏ, quay người đi về phía tượng Sơn Thần. Lúc này nếu muốn xuống tay ăn cắp ma đao, không có nơi nào dễ dàng hơn đằng sau bức tượng, đám người cung bì la đi theo hộ giá, đoàn người đi vào phía sau tượng thần, đột nhiên phát ra những tiếng kêu nhỏ. Chỉ thấy gạch đỏ đầy đất, có một cây lỗ lớn trên bức tường của ngôi miếu phía sau bức tượng, bông tuyết theo gió mà đến, chất thành đống trên mặt đất, có lẽ mới được tạo ra không lâu. Mọi người lần lượt tỉnh giác, mới biết thích khách tổng cộng hai người. Một người là mùi nhừ, một người khác mới là chính chủ. Thực sự nếu Kim Lăng Sương không cảnh giác, ma đao đã bị đánh cắp. Bọn chúng nhảy ra khỏi lỗ trên tường, tìm kiếm manh mối khắp nơi. Mặt đất đầy gạch mối vỡ, ngổn ngang. Kim Lăng Sương cẩn thận nhìn xung quanh, thấy một viên gạch còn nguyên vẹn, lập tức cúi người nhặt lên tuy nhiên trên mặt gạch lại có vết đao, chịu lực rất mạnh, thân gạch tuy rằng không tổn hại nhưng lại khiến những viên gạch trên dưới đổ sập rơi xuống đất. San để la là kẻ nhát gan nhất, nhìn thấy đao pháp bậc này, không khỏi kinh hãi nói, tứ đương ra. Này, là không tần, kia, quái vật kia đã tới, kim lăng xương bất động thanh sắc, hắn duỗi tay gọi tới một người, là chiêu độ la kẻ đứng đầu 12 thần tướng triều độ la diện mạo âm trầm tai to như con chuột vì người cao chưa đầy năm thước nên được đại trường quầy đặt cho biệt danh là liếc qua thấy ngay bề ngoài nói hắn thân hình nhỏ gầy có thể nhìn thấy trong nháy mắt ngâm lại là khen ngợi hắn làm việc bền chắc mọi việc vừa xem liền hiểu ngay triều độ la tuy bề ngoài có vẻ khiêm tốn nhưng cử chỉ lại cực thấy trầm liễm nghĩ đến là người thực sự tài ba của sườn về. kim lăng sương cúi người Thấp giọng nói, điện hạ hành tung khó lường. Chiều độ la cuối người thấp giọng nói, phân đả các nơi báo cáo. Có người nói đang ở cửu giang, có người lại nói xuất hiện ở sơn đông, không ai biết chính xác. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, kim lăng xương lấy ra giấy bút, vội vàng viết mấy chữ, dùng sơn lửa phong ấn, trở tay liền giao cho chiêu độ la. Mọi người đã ở khách điếm đã lâu, thấy tứ đương gia thận trọng như thế. Nghĩ đến là muốn liên lạc với Bắc Kinh, cung bì la vui mừng nói, Tứ đương gia, ngài muốn viện binh sao? Kim Lăng Sương nhàn nhạt nói, tin tức phải đưa qua đưa lại, ít nhất phải mất 20 canh giờ, giờ này ta có thể xin cứu binh từ ai? Mọi người trong lòng phát lạnh, tất cả đều cạn kiệt sức lực. San để La thở hổn hển, Tứ đương gia, đến tột cùng ai tới? Kim Lăng Sương nhặt gạch lên, nhàn nhạt nói, yên tâm đây không phải là hỏa tham nhất đao, mà là hỏa tham đao thứ hai. Mọi khó hiểu nói, thứ hai. Kim Lăng xương thở dài, tháng trước đại trường quầy gửi bồ câu đưa thư, ra thông lệnh phân đà các nơi nghênh đón một đại nhân vật, chúng ta có lẽ là gặp gỡ nhóm người này. Nghe được người tới thân phận như thế, mọi người ngược lại càng thêm kiêng kỳ. Nghĩ tới một ma đầu có thể lấy cái mạng nhỏ của mình, lại còn là một đại nhân vật không ai biết cũng muốn có thần vật nhất thời nội tâm đều phát run. Vì nước hy sinh thân mình là chết, phạm thượng giết người cũng là chết. Cung bì la được sưng trời nắng che dù, tất nhiên là không muốn ngồi chờ chết. Run giọng liền nói, tứ đương ra, cường địch đến, vậy. Chúng ta, chúng ta còn có viện quân không? Quân tâm dao động, nhưng Kim Lăng Sương cũng không muốn giải thích nhiều. Chỉ liếc nhìn đám người, hỏi ngược lại, các ngươi đang sợ cái gì? Mọi người lẩm bẩm lần lượt cúi đầu không lời gì để nói kim lăng sương lại nói ta hỏi các ngươi giả như phải giao đấu với văn dương võ tần các ngươi sẽ chọn ai làm đối thủ nộ vương hung ác đáng sợ đại trưởng quầy âm hiểm độc ác không ai dễ đối phó thấy mọi người đều cúi đầu lạnh giọng không người có thể đáp kim lăng sương xua tay nhàn nhạt, nhạt nói thất đương ra chọn cho họ đi nê lê ra, sau lưng một tiếng gào rít giận dữ phát ra thấy thất đương ra xài bước mã bổ, song trường hợp ấn, thần thông Phật lực hướng tới bức tường gạch của miếu cổ. Dưới cái nhìn của tứ đương ra, một tiếng trầm vang truyền qua, trên tường gạch xuất hiện những vết nứt, có âm thanh bong chóc như dây leo, trong phút chốc mặt tường đầy vết nứt, giống như mặt quỷ yêu ma, sợ tới mức đám hắc y nhân lui về phía sau. Thất đương ra thu công ngăn lực, từ từ thở ra một hơi dài. Nhưng thấy hắn hai tay giao nhau, cánh tay phải dơ lên, ngón cái trong mỗi lòng bàn tay ấn nhẹ vào các móng tay út, các ngón còn lại mỗi bàn tay tạo thành hình ba cô ban. Đây là một trong những mật pháp Phật môn, đại thủ ấn của Minh Vương quân nại lợi. Cao thủ có mặt nhiều như mây, có người có thể đập vỡ đá xanh bằng chán, hoặc có thể tay không đoạn kiếm, nhưng âm kính sắc bén như thế, lại là bình sinh ít thấy. Hắc nhân nội tâm sợ hãi, thế nhưng đã quên cả việc gieo hò cung bì la cười gượng nói, tứ đương gia, đây, đây là nê lê gia. Kim lăng xương nhàn nhạt nói, không sai. Kinh thập bát địa ngục, một tầng nhất chiêu đại thủ ấn. Hắn liếc nhìn thất đương gia, hỏi, có 18 tầng địa ngục, lão thất dáng xuống tầng nào? Thất đương gia lớn tiếng trả lời, ta tư chất có hạn, nhẫn tâm hữu hạn, chỉ có thể xuống tầng thứ 9. Kim lăng xương khẽ mỉm cười, hắn bỗ đầu vai cung bì la, nhẹ giọng nói, đã hiểu chưa? Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thủ lĩnh của chúng ta địa ngục tầng thứ 18 cũng đều đi xuống, các ngươi ở bên này chọn hắn, còn có gì phải sợ? Nhân vật tam đại phái nhất thống triều đình, há có thể cùng hạng người với những kẻ khác? Nghĩ đến thủ đoàn của đại trưởng quầy, hắc y nhân tất nhiên là mồ hôi lạnh chảy dòng, chỉ là sợ thì sợ những nghĩ đến địch nhân cũng sợ hắn trong lòng lại cảm thấy có vài phần may mắn sau giờ ngõ đại đội nhân mã không cần phải nhiều lời nữa lập tức lên đường sáu chấn mộ thú lưng đeo dây thừng kéo ma đao những người còn lại mỗi người có nhiệm vụ riêng dẫn đường ở giữa cản phía sau cũng từng nhóm rời đi đội chính rời đi chỉ là kim lăng xương hành sự cẩn thận nhưng vẫn lưu lại một vài tai mắt theo dõi trước miếu sau miếu trong ngoài đều có người canh giữ tuyết rơi dày đặc mọi thứ đều im lặng dòng suối phía xa lạnh buốt đóng băng những bông tuyết chất thành từng lớp một tấc hai tấc ba tấc càng lúc càng cao những kẻ thám tính tới tới lui lui trước sau không chịu rời đi một nén hương hai nén hương khó khăn tới nén hương thứ ba bỗng nhiên vang lên một tiếng giòn vang lớp băng dày vỡ ra một cương thi ướt đẫm ngồi ở giữa dòng suối người này đeo mặt nạ đen đầy mặt băng tuyết trên người càng kết một tầng hơi mỏng hàn băng hắn dùng sức kéo xuống mặt nạ bảo hộ ngửa mặt lên trời sặc khủ suýt nữa chết đuối đợi suốt hai nén nhang tên thám thính cuối cùng mới rời đi kim lăng xương đa mưu túc trí làm việc xác thực chắc chắn hắc ít thiếu niên tay chân cứng đờ miễn cưỡng lăn ra khỏi dòng nước đóng băng hắn chậm rãi bỏ lên vẫy tay chân để xua đi cây lạnh rất nguy hiểm vừa rồi trong cổ miếu cao thủ tụ tập tứ đương gia và thất đương gia liên thủ giáp công hơn nữa sáu chấn mộ thú ở bên lập trận võ công của mình cho dù gấp đôi cũng sẽ rất khó để thoát thân cũng là vì thế hắn mới phải ẩn trốn đánh một bộ quyền pháp hắc y thiếu niên từng bước đuổi đi hàn khí trong cơ thể hắn nghiêng người nhìn về phía miếu cổ kinh hãi thấy tường đất đầy vết nứt giống như một mạng nhện lớn bao phủ toàn bộ bức tường. Nê lê ra, hắc uyệt thiếu niên kêu một tiếng khẽ gật đầu. Hắn chăm chú nhìn ngôi miếu đổ nát, bỗng nhiên tính trẻ con nổi lên, hắn dương cử hữu quyền, triển khai mã bộ, thoáng chốc bật hơi dương giọng xét đánh một tiếng rồng ngâm, chính quyền đã cách không trung đánh ra. Ánh sáng tím tràn ngập không khí, quyền lực quát ra kình phong, uy lực nơi nơi, tuyết trắng trên mặt đất bay tán loạn. Bị Quyền Phong bức ra một dấu vết thật dài, Hắc Y thiếu niên thu quyền hồi lực, nhàn nhạt, nhạt nói: "Thần công cấm truyền Thiếu Lâm." Quyền Phong đụng phải cửa miếu, nghe hắn cười ha ha, thật đáng xem. Tiếng cười bắt đầu, Quyền Phong sắc bén nhào lên tường gạch, viên gạch đầu tiên chịu lực rơi xuống, viên gạch thứ hai cũng theo sau đổ sụp, viên thứ ba rơi xuống, viên thứ tư, viên thứ năm, trong chốc lát bụi mù tràn ngập, xà nhà bị gãy cổ miếu bị hắc y thiếu niên một quyền đánh sập, thành một mảnh phế tích. Cổ miếu lâu năm không tu sửa, trước thì bị bạch y võ sĩ đâm tường lao ra, kiến trúc bị hao tổn nhiều, sau đó thất đương ra thần công nứt gạch, cuối cùng lại bị hắc y thiếu niên đánh một quyền, rốt cuộc sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Hắc y thiếu niên cười ha ha, hắn hoạt động gân cốt, lại trở thành hổ báo tràn ngập tinh lực. Sau đó lại đi tìm dấu vết lửa trên mặt đất, chuẩn bị đi theo dõi. Tìm kiếm hồi lâu, trên mặt đất không thấy vết lửa, Hắc Y thiếu niên cũng không chút hoang mang, chỉ từ trong lòng ngực lấy ra túi gấm vải dầu, thận trọng mở ra cúi đầu đọc. Trần Long chi tử, vì mưu tiên cơ, quân tiến về phía Bắc để tận dụng Dương Châu, bố trí chu đáo. Thận trọng thuận tuy, 10 đại thần phản dương đều là những người tốt, chính trực và dũng cảm nhân gian người lừa ta gạt triều đình nguy nga như núi cao nổ thương quay cuồng như biển rộng tờ giấy này cũng giống như ảo ảnh giữa hoang mạc luôn mang đến cho lữ nhân niềm hy vọng rồi lại lúc nào cũng dẫn người trượt chân rơi vào vùng cắt lún không cần tin tưởng ai thân này tựa như cô thuyền đêm trăng nếu muốn vượt qua đại dương bao la trước mặt chỉ có thể dựa vào quyền cước của mình tâm niệm tại đây lòng trào siết chặt công lực mạnh mẽ bóp nát, túi gấm thành mảnh vụn. Cởi xuống mặt nạ bảo hộ, nhìn về phương Bắc, gương mặt ngăm đen tuy rằng còn trẻ con ngây thơ, lại cũng có vẻ thập phần chi khí, thập phần không sợ hãi. Chạm thứ ba kênh đào Bắc Kinh Hàng Châu, Thế Sương Nguyệt Thành Dương Châu. Chỗ đó có ma đạo, có ma vương, có bạch y võ sĩ, có Trấn quốc thiết vệ. Tóm lại, đêm giao thừa dù có bao nhiêu khách đến quê quần bên thiên lò, hắn cũng sẽ không vắng mặt chợ đêm ngàn đèn chiếu vạn hộ giữa tháng ca sướng mãn dương châu hắc y thiếu niên trong mắt sinh ra ánh lửa hắn giơ cổ tay lên vô thanh vô tức trong tay áo lưỡng đạo hàn quang chậm rãi đưa ra là hai thanh bích tụ kiếm răng rồng đã xuất hiện sắc bén dị thường hắn kiểm tra đoàn kiếm trong tay áo kiểm tra chiếc roi sắt ở bên hông thấy toàn thân binh khí chỉnh tề vô khuyết liền lập tức khởi hành rời đi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn